Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Dataport. Trong một dự án gần đây, mình nhận được một yêu cầu khá thú vị từ phía khách hàng. Đó là hãy xây dựng một dashboard thống kê các khách hàng có nguy cơ rời bỏ. Dashboard này sẽ phục vụ cho nhân viên chăm sóc khách hàng có thể gọi và tương tác với các khách hàng trước khi họ thực sự rời bỏ khỏi hệ thống. Về yêu cầu kỹ thuật, bài toán này không hề phức tạp. Tuy nhiên, mình sẽ nâng cấp nó lên một chút để giới thiệu với các bạn tính năng What If Parameter. Hãy cùng mình xử lý bài toán này nhé. Trước tiên, hãy cùng đi qua bộ dữ liệu mà chúng ta sử dụng. Bộ dữ liệu này bao gồm hai bảng, DIM Customer và Fake Internet Sale. Ở đây, dữ liệu của DIM Customer sẽ bao gồm các thông tin của khách hàng, Customer Key, First Name, Last Name và Email Address. Và dữ liệu của Fake Internet Sale sẽ bao gồm danh sách các giao dịch. Và ở đây, Order Date chính là ngày đặt hàng. Ngày này sẽ là ngày mà chúng ta sử dụng để tính toán. Thì để dễ cho việc tính toán thì mình đã đưa các ngày order date này nó bắt đầu từ 30 tháng 3 năm 2023 và kết thúc lớn nhất vào 23 tháng 1 năm 2024, tức là chúng ta có một dãy ngày giao dịch khá là dài. Để tải file sample các bạn có thể check ở description của video. Trước khi bắt đầu chúng ta hãy phát biểu lại bài toán theo cách mà Power BI có thể tính toán được. Bài toán của chúng ta là cần tìm các khách hàng có giao dịch vào tháng trước nhưng không có giao dịch vào tháng này. Và vì cái cố định theo tháng thì nó không được linh hoạt lắm, chúng ta hãy hiểu rằng khách hàng có giao dịch trong khoảng 30 đến 60 ngày trước đó và không có giao dịch trong 30 ngày gần nhất. Vậy thì để hiển thị và hình dung dễ nhất, chúng ta hãy lấy ra toàn bộ danh sách khách hàng và ngày giao dịch gần nhất của họ. Cùng mình thao tác. Chúng ta sẽ lấy Customer Key vào và lấy ngày đặt hàng, Order Date. Ngày đặt hàng này chúng ta sẽ hiển thị là order date và chúng ta sẽ lấy là latest. Trong cái latest order date này thì mình sẽ thấy là có những khách hàng đặt hàng từ rất lâu và có những khách hàng mới đặt hàng gần đây. Đây là sẽ là ngày đặt hàng cuối cùng của khách hàng. Mục tiêu của chúng ta trong thao tác tiếp theo đó là chúng ta sẽ tính ra cái ngày đặt hàng cuối cùng này so với ngày hôm nay, ngày mà chúng ta đang xem xét thì nó sẽ là bao nhiêu ngày. Để tính được chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Chúng ta chuột phải vào chọn bảng Fake Internet Sale. Chúng ta chọn New Measure. Trong New Measure này chúng ta sẽ đặt tên cho nó là số ngày. Với cái số ngày From Last Order này thì chúng ta sẽ có cái biến đầu tiên. Đó tất nhiên phải là cái ngày đặt hàng cuối cùng. Cái ngày đặt hàng cuối cùng chúng ta sẽ lấy bằng mark của Order Date. Mark của Fake Internet Sale Order Date. Và cái biến thứ hai chúng ta có thể đưa vào đây, đó là ngày hôm nay. Để lấy ngày hôm nay trong Power BI chúng ta có một hàm là Today. Cái cấu trúc var return này không nhất thiết các bạn phải viết, tuy nhiên mình muốn viết để cho các bạn thấy nó rõ ràng hơn. Và cái cú pháp của mình sẽ trả về đó là Date diff giữa Last Order Date và Today. Và cái đơn vị mình muốn tính trong trường hợp này đó là days. Cùng check lại xem thứ tự đặt biến như thế này đã chính xác hay chưa. Days from last order date tức là số ngày từ ngày đặt hàng cuối cùng cho đến ngày hôm nay. Ở đây mình thấy cái nghĩa last order date với những cái đơn hàng được đặt vào ngày 23 thì days from last order date là 1. Nhìn có vẻ rất hợp lý bởi vì hôm nay mình đang quay cái video này là ngày 24. Và mình cũng check xem các ngày khác. Ở đây nè, với ngày 30 tháng 3 thì là 300 ngày. Vậy thì cái số này đã chính xác. Tiếp theo, nếu như mình muốn chỉ giữ lại những khách hàng mà có số ngày từ ngày đặt hàng cuối cùng là trong khoảng từ 60 cho đến 30. Tức là nếu như ngày đặt hàng cuối cùng mà nhỏ hơn 30 thì là họ mới mua hàng gần đây, không tính. Ngày đặt hàng mà lớn hơn 60 thì tức là họ đã rời bỏ từ lâu rồi, cũng không còn nhiều khả năng để đưa họ về. Thì mình sẽ lấy lại những khách hàng có days from last order date nhỏ hơn 60 và lớn hơn 30. Việc này thì mình làm rất là đơn giản, đó là mình có thể vào filter on this visual và mình chọn là in less than 60. Và thêm một cái điều kiện N
là e greater than 30. Các bạn ở đây để ý là khi mình mở cái filter pane vào, mình chọn filter on this visual và mình chọn days from last order date với hai cái điều kiện này. Khi mình apply filter, mình sẽ còn chính xác cái số lượng như ở đây. Và trong trường hợp này, nếu như bạn chỉ muốn lấy danh sách khách hàng và bạn không muốn bị ảnh hưởng bởi các chỉ số khác, các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái last order date này đi, hoặc là các bạn thêm các thông tin khác, ví dụ như email address, first name, last name, hay thậm chí server mount để các bạn có thể đánh giá xem là cái khách hàng này họ thuộc cái nhóm khách hàng có tổng doanh số trước đây là bao nhiêu. Đó. Đến đây có thể bài toán các bạn đã được giải quyết và các bạn có thể bỏ cái days from last order date ra khỏi bảng. Và lúc này chúng ta format lại bảng là xong. Tuy nhiên đừng rời đi vội, bởi vì bài toán có thể được mở rộng thêm. Nếu như cái con số 60 và 30 này chúng ta không muốn nó bị cố định tại đây, người dùng hoàn toàn có thể vào phần visual filter này để họ chỉnh trong hai cái tham số này. Tuy nhiên chúng ta muốn là người dùng không phải mở cái filter visual và nó hình thành một cái slicer ở trên này, hai cái slicer ở trên để cho người dùng có thể chọn là ngày nó linh hoạt hơn. Thì chúng ta xử lý nó như thế nào? Chúng ta cùng sang phần 2. Để hỗ trợ người dùng có thể chọn các tham số ở trên biểu đồ, Power BI cung cấp cho các bạn một tính năng, đó là What If Parameter. What If Parameter cho phép chúng ta truyền các tham số vào một cách rất là linh hoạt, và các bạn có thể sử dụng nó cho các bài toán, ví dụ như phân tích kịch bản sau này. Các bạn có thể xem qua một số demo của What If Parameter trên màn hình này. Rồi, để bắt đầu với trường hợp này chúng ta sẽ xử lý như sau. Đó là mình vào phần Modeling và chúng ta sẽ chọn một cái tính năng, đó là New Parameter. Trong New Parameter này mình sẽ chọn là Numeric Range. Trong Numeric Range này mình sẽ đặt tên nó, ví dụ như Last Days Not Shipping, Not Order nha. Và Data Type mình sẽ chọn là số ngày, và Minimum mình sẽ chọn là 2 và Maximum mình sẽ chọn là 40 chẳng hạn. Incremental mình để default là 1, và default mặc định cái giá trị này mình sẽ để nó là 30 theo đề bài ban đầu. Và có một cái tùy chọn mình sẽ tích vào đây, đó là Add Slicer to this Space. Khi đấy mình nhấn Create. Sau khi mình nhấn, nó sẽ tạo cho mình một bảng. Trong bảng này thì bản chất của nó là một hàm Generate Series để tạo ra một cái table. Và Generate Series này nó bắt đầu từ 2, nó kết thúc từ 4 và nó tăng tiến là 1. Thì trong này khi mình tạo ra cái bảng này thì nó sẽ tạo ra kèm cái measure. Trong cái measure này nó lấy là cái selected values của last day not order, tức là cái bảng mình vừa chọn, và mặc định nếu như cái không giá trị nó được chọn, nó sẽ lấy giá trị 30. Với cái tính năng what if parameter này thì nó sẽ tự tạo cho mình một cái slicer. Trong cái slicer này mình có thể chọn một giá trị bất kỳ, ví dụ như ở đây là 18, 19, 20. Đây. Mình sẽ kéo ra đây và các bạn sẽ có cái last day not order. Và để nhìn vào cái last day not order này, các bạn sẽ đưa cái giá trị vào đây. Cái giá trị mà cái last day not order, cái measure nó tạo ra đây này, nó sẽ tương ứng với chính cái giá trị đang được chọn ở đây. Đó, đây là cách mà what if parameter nó sẽ giúp chúng ta truyền các cái tham số mà mình có thể chọn trên slicer vào trong này. Và để truyền cái tham số đó thì mình sẽ làm thêm một số cái thao tác khác như sau. Với logic tương tự, mình sẽ tạo một parameter khác cho cái quãng thời gian mình sẽ quan sát. Mình tương tự mình vào và lúc này để hợp về mặt logic mình sẽ xếp hai cái này cạnh nhau. Nếu như bạn muốn làm cái slicer này đẹp hơn, hãy xem video về customize slicer chúng mình có giới thiệu ở buổi trước. Còn ở đây khi mình đưa thêm cái order date range này thì mình cũng sẽ có một cái measure tương ứng về order reference value. Mình sẽ đưa nó vào đây để các bạn dễ hình dung. Order reference value. Vậy thì ở đây mình sẽ có hai cái giá trị là 24 và 49. Và trong trường hợp mà mình muốn có một cái measure nó sẽ thể hiện là
Nếu như cái ngày từ cái NAS order nó trong khoảng này thì nó sẽ trả về kết quả true, và ngoài khoảng này nó sẽ trả về kết quả false. Sau đấy mình đưa cái giá trị đó vào trong cái filter, vậy là mình đã đáp ứng được cái nhu cầu. Để tạo ra measure tương ứng như vậy, mình sẽ xử lý như sau: new measure. Trong measure này chúng ta sẽ tạo một cái measure với tên là is leaving customer. Trong trường hợp mà cái ngày giao dịch cuối cùng lớn hơn cái days not order value và nhỏ hơn cái này thì chúng ta sẽ có kết quả là 1, và trường hợp là 0. Và mình sẽ xóa tên bảng này đi bởi vì cái tên bảng này nó có thể gây rắc rối về sau. Mình sẽ enter cái này xuống để các bạn dễ hình dung. Nếu hai điều kiện này thỏa mãn thì trả về 1 và trường hợp còn lại là 0. Mình cùng check nó trên data nhé. Và để check cái data này thì mình sẽ xóa cái filter cũ đi. Mình sẽ đưa cái days from not order vào đây. Mình sẽ bỏ cả cái silver mount đi cho nó đỡ lẫn nha. Và mình sẽ để thêm cái is leaving customer ở đây. Và mình sẽ check. À, cái nhóm ở days from last order là 0 này thì không phải là leaving rồi. Cái nhóm là 8, 19, 20 gì đó cho đến lớn hơn 24 thì là không, là có khách hàng sắp rời bỏ. Và lớn hơn nữa thì mình sẽ, để dễ hình dung, mình sẽ sort ngược lại cho nhanh. Thì cái này là 0. Đó. Vậy thì mình đã có một cái hàm, nó sẽ trả về là đây là khách hàng sắp rời bỏ nếu như cái giao dịch, ngày giao dịch cuối cùng nó nằm giữa khoảng này. Trong bước này, sau khi tính toán xong in leaving customer thì mình đã có một cái hàm, nó sẽ check là nếu như khách hàng đấy chuẩn bị rời đi thì nó sẽ bằng 1. Và nếu như khách hàng đấy không thuộc nhóm mình cần quan tâm thì nó bằng 0. Vậy thì mình đơn giản mình đưa nó vào trong cái filter panel. Và mình check thêm một cái điều kiện, đó là nếu như lớn hơn hoặc bằng 1 thì giữ lại. Và lúc này mình apply filter. Thì chúng ta sẽ có được tất cả các ngày và các khách hàng đây. Cộng với điều kiện nếu như mình thay đổi cái range này, các bạn sẽ thấy là tất cả cái range này nó sẽ thay đổi theo. Và lúc này mình sẽ có một cái báo cáo nó rất là linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng. Bài toán này xử lý tương đối tốt nếu như chúng ta coi tất cả các khách hàng đều có chu kỳ mua sắm nó như nhau, đặc biệt là cho các cái dịch vụ sử dụng thường xuyên hoặc là các dịch vụ mang tính chất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu như mở rộng thêm bài toán, chúng ta có cần xem xét đến cái chu kỳ sử dụng dịch vụ của mỗi khách hàng khác nhau. Tức là thay vì coi tất cả khách hàng đều có nhu cầu về chu kỳ dịch vụ là tương đương nhau thì mình sẽ đánh giá kỹ hơn dựa trên thói quen mua sắm của khách hàng. Vậy thì nếu mở rộng thêm bài toán đấy sẽ như nào? Hãy theo dõi cùng mình trong các video tiếp theo nhé.